Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khoe hình thể chuẩn từng mm trước 10 ngày tham dự Miss World. Ở chặng đường nước rút của cuộc thi Miss World, Mỹ Linh đã đăng tải bộ ảnh với thân hình nóng bỏng, chuẩn đến từng mm, thành quả từ quá trình tập luyện bấy lâu. Dù được đánh giá cao nhưng Mỹ Linh vẫn không chủ quan và tích cực chuẩn bị cho cuộc thi Miss World. Bên cạnh việc trau dồi kiến thức, kỹ năng liên quan thì Mỹ Linh không quên dành thời gian để tập gym, phát huy tốt nhất chỉ số hình thể chuẩn của mình. Lịch trình Miss World vốn chảy dài với lịch hoạt động dày đặc trong suốt một tháng nên đòi hỏi thí sinh phải có sức bền tốt. Hiểu rõ được khó khăn trước mắt nên Mỹ Linh đã làm quen với các bài tập rèn luyện thể lực, tăng sức bền, sự dẻo dai. Thời gian qua, cô đều đặn dành 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày để rèn sức với những bài tập cường độ cao. Cô thường kết hợp với các bài tập tạ bên cạnh bài tập cardio để tăng cơ và giảm mỡ nhanh. Chính chế độ tập luyện khắc khe đó đã giúp Hoa hậu Việt Nam năm 2016 giữ được hình thể săn chắc, nóng bỏng, chuẩn đến từng mm. Tập luyện thôi chưa đủ, việc ăn uống cũng quyết định đến 70% sự thành công của vóc dáng, nên Mỹ Linh cũng đã tuân thủ khắc khe chế độ ăn uống trong thời gian này. Cô ăn đúng 3 bữa một ngày. Các bữa ăn hạn chế tối đa chất béo, tinh bột, cô tăng cường bổ sung thịt, rau củ, hoa quả ít đường để tăng chất xơ, protein cũng như khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Ngày 19 tháng 10 tới, Mỹ Linh sẽ lên đường dự thi Miss World tại Trung Quốc và hội ngộ khoảng 200 mỹ nhân đến từ các quốc gia khác trong cuộc đua giành vương miện cao quý. Chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào tối ngày 18 tháng 11 tại Xi'an City Arena, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Cách đây không lâu, Hoa hậu Việt Nam năm 2016 cũng chia sẻ clip nói tiếng Anh được nhiều người đánh giá là khá tốt. Có thể nói Đỗ Mỹ Linh gần như đã sẵn sàng cho hành trình mang chuông đi đánh xứ người trong cuộc thi Miss World sắp tới. Để chuẩn bị tham dự Miss World 2017, thời gian qua Mỹ Linh còn tích cực luyện tập catwalk dưới sự hướng dẫn của Anio Santos, chuyên gia về trình diễn sân khấu, người sáng lập trung tâm đào tạo người mẫu Hoa hậu Moledo Piscolano, đồng thời cũng là đạo diễn catwalk của nhiều chương trình thời trang, cuộc thi sắc đẹp nổi tiếng tại Philippines. Bên cạnh đó, việc trao dồi món nghề đàn bầu, nhạc cụ dân tộc ấn tượng của Việt Nam cũng được người đẹp đặc biệt quan tâm. Bố Hoàng Thị Linh lần đầu lên tiếng về scandal quá khứ 10 năm của con gái. Đây là lần đầu tiên bố ruột của nữ ca sĩ chia sẻ về sự việc con gái bất ngờ nhắc lại chuyện nhạy cảm ở quá khứ, gây xôn xao những ngày qua. Thời gian gần đây, cộng đồng mạng và đông đảo người hâm mộ trở nên xôn xao khi Hoàng Thùy Linh nhắc lại scandal ở quá khứ, cách đây 10 năm, trong buổi ra mắt dự án kỷ niệm 10 năm hoạt động nghệ thuật. Đã có không ít lần bánh trôi nước từ chối chia sẻ về chuyện cũ, nên khi cô chủ động gợi lại như thế này đã khiến mọi người có không ít hoang mang. Bên cạnh phản ứng của các đồng nghiệp Hoàng Thùy Linh thì mới đây bố ruột của nữ ca sĩ, ông Hoàng Thanh Long cũng vừa có những chia sẻ xoay quanh sự việc của con gái. Cuộc đời con người luôn có đủ cung bậc đau khổ, bất hạnh, niềm vui và hạnh phúc. Phải trải qua bất hạnh mới có quả ngọt như hôm nay. Chính vì vậy mà gia đình luôn nói với Linh, hãy sòng phẳng với quá khứ, với những sự kiện xảy ra trong cuộc sống của mình thì mới thanh thản được. Con người ai cũng một đôi lần vướng vào những sự cố, nhưng chúng ta hay chọn cách tránh né, biến mất chứ ít khi dám đối diện, chứ nói gì đến xin lỗi bản thân và công chúng. Linh của ngày hôm nay thực sự đã vươn lên từ đống tro tàn, để rồi hồi sinh và trở nên mạnh mẽ hơn, bố Hoàng Thùy Linh chia sẻ trong một bài phỏng vấn của một trang tin điện tử. Bên cạnh đó, ông cho rằng việc con gái xin lỗi nhân vật Vàng Anh là một điều hết sức cần thiết cho thời gian sắp tới, bởi lẽ đam mê của Hoàng Thùy Linh ngoài âm nhạc, nó còn là điện ảnh. Hoàng Thùy Linh từng học đạo diễn truyền hình và Đỗ Thủ Khoa. Vì biến cố năm xưa mà Hoàng Thùy Linh phải chọn việc tạm gác điện ảnh sang một bên, tập trung ca hát để được sống với nghệ thuật, thời gian tới cô sẽ học lên tiến sĩ chuyên ngành điện ảnh truyền hình. Bố của Hoàng Thùy Linh cũng chia sẻ gia đình cô đã không còn ở căn nhà cũ ở Văn Chương, Hà Nội, nhưng họ cũng không bán đi vì đó là nơi chứng kiến rất nhiều kỷ niệm cũng như khó khăn khủng hoảng của gia đình. Dù con gái đã lớn và trưởng thành nhưng bố mẹ luôn sát cánh là điểm tựa vững chắc cho Hoàng Thùy Linh trong mọi công việc và cuộc sống. Bằng chứng cụ thể đó là mẹ của nữ ca sĩ luôn đồng hành cùng con trên từng cây số mỗi khi con gái xuất hiện ở đâu đó.
Vương Đô La nhắn nhủ Đàm Thu Trang điều gì sau khi đưa Su Bèo đi chơi. Dù chỉ lấp lửng nhưng nhiều người cũng nhận ra đây là lời nhắn nhủ của đại gia phố núi dành cho tình mới. Thời gian vừa qua, mối quan hệ giữa Cường Đô La và tình mới Đàm Thu Trang luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Thậm chí họ còn công khai quả chuyện đính hôn trên trang cá nhân cách đây không lâu. Tuy nhiên, cả hai nhân vật chính đều không ai lên tiếng xác nhận thông tin này. Mới đây, Đàm Thu Trang vừa đăng tải dòng trạng thái lên trang cá nhân, cô viết: "Người thông minh giống như một dòng sông, càng sâu thì càng ít gây ồn ào." Bạn ý nói thế, dù chỉ lấp lửng về nội dung mà mình vừa chia sẻ, nhưng hai từ bạn ấy của Đàm Thu Trang đã khiến mọi người nghĩ ngay đến Cường Đô La. Phải chăng Đàm Thu Trang vừa được Cường Đô La nhắn nhủ sau nhiều lời đồn thổi trong thời gian gần đây? Dòng trạng thái này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của mọi người. Nhiều người tinh ý còn cho rằng chủ nhân câu nói này chính là chồng cũ của Hồ Ngọc Hà. Vào dịp Tết Trung Thu, khi cộng đồng mạng đang nghĩ đến giọng ca Cả Một Trời Thương Nhớ và Cường Đô La sẽ tái hợp đưa con trai Su Bèo đi chơi lễ. Nhưng sự thật rất bất ngờ khi đoạn clip ra được cảnh Đàm Thu Trang dắt tay Su Bèo rất thân thiết vào đêm Trung Thu. Đàm Thu Trang còn rất vui vẻ, tươi cười. Cường Đô La và Đàm Thu Trang vướng nghi án hẹn hò khi cả hai có những lời bình luận khá thân mật trên trang cá nhân của nữ ca sĩ. Thời điểm đó, mọi người xôn xao cho rằng chỉ chia tay Hạ Vi không lâu, Quốc Cường đã tìm được bạn gái mới. Cường Đô La và Đàm Thu Trang từng khiến mọi người sửng sốt khi chuyển chế độ, vừa đính hôn trên trang mạng xã hội, sau đó cô còn bị mọi người phát hiện đã về nhà Cường Đô La trong đêm. Vậy là sau nhiều lần che giấu, cặp đôi đã quyết định công khai với đông đảo mọi người về mối quan hệ tình cảm của họ. Tuy nhiên, đến hiện tại cả hai vẫn tránh né chia sẻ với phóng viên về thực hư chuyện này. Ghen tị trước món quà sinh nhật khủng Đàm Vĩnh Hưng tặng Lam Trường. Giọng ca say khiến Lam Trường bất ngờ khi không chỉ nhớ sinh nhật mà còn chuẩn bị sẵn quà tặng mình. Sau khi tha thứ cho mẹ ruột, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục nhận được lời mời làm đại sứ cho một dự án mới. Đến chúc mừng anh, có các đồng nghiệp thân thiết như Lam Trường, Dương Triệu Vũ, Giang Hồng Ngọc, Vũ Cát Tường, Quốc Thiên, cùng đông đảo khán giả là những fan trung thành của nam ca sĩ trong suốt nhiều năm qua. Cũng trong buổi ra mắt dự án, Victor Đàm cùng Dương Triệu Vũ đã mừng sinh nhật Lam Trường trong sự bất ngờ của tất cả khách mời đang tham dự sự kiện. Điều này một lần nữa chứng minh ca sĩ họ Đàm không hổ danh là nghệ sĩ sống tình cảm nhất showbiz Việt. Lam Trường vô cùng xúc động nhưng cũng không quên gửi lời chúc mừng đến Đàm Vĩnh Hưng, một người đã không ít lần cùng anh chinh chiến qua từng sân khấu lớn nhỏ. Lam Trường lịch lãm mang hoa đến chia vui cùng đồng nghiệp. Dù không có nhiều cơ hội hợp tác với nhau, song anh vẫn luôn bên cạnh động viên hỗ trợ Đàm Vĩnh Hưng hết mình mỗi khi đàn anh gặp khó khăn. Lam Trường cũng vừa tham dự buổi tiệc sinh nhật cá nhân được Mr. Đàm tổ chức long trọng cách đây ít ngày. Cũng nhân dịp này, Đàm Vĩnh Hưng dành tặng riêng Lam Trường một món quà sinh nhật đặc biệt là chiếc điện thoại đắt tiền. Nam ca sĩ không quên bày tỏ sự biết ơn trước sự gắn bó của Lam Trường từ những ngày cả hai còn là nhân tố trẻ của chương trình Làn Sóng Xanh. Lam Trường thích thú khoe món quà của Đàm Vĩnh Hưng trên trang cá nhân. Vũ rất vui khi thấy anh Vân ngày càng thành công và có những bước đột phá mới. Phải công nhận anh Hưng luôn là ca sĩ tiên phong của nền âm nhạc Việt, Dương Triệu Vũ cho biết. Dương Triệu Vũ khoe món quà đắt tiền mà người anh đã tặng mình. Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng đã tổ chức buổi tiệc sinh nhật chào đón tuổi mới hoành tráng với sự tham gia của hàng trăm khách mời là bạn bè, người thân của anh trong showbiz. Buổi tiệc sinh nhật được ông Hoàng Nhạc Việt tổ chức ngay sau thành công của Live Show Bolero. Không gian buổi tiệc được bày trí vô cùng bắt mắt khi tái hiện hình ảnh một Sài Gòn xưa, khiến ai nấy đều phải choáng ngợp. Tại bữa tiệc sinh nhật, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ gọi Dương Triệu Vũ là bạn đời. Trong gần 15 năm, Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ đã xây dựng mối quan hệ mà họ tự định nghĩa là tri kỷ. Họ là cặp nghệ sĩ nam gắn bó nhất của V-pop xưa nay. Cách đây ít ngày, trong một talk show, Đàm Vĩnh Hưng thật lòng cho biết anh cũng đã có những lúc tim nhói đau khi nhìn thấy Dương Triệu Vũ đưa người yêu về ra mắt. Mai Ngô muốn trở thành quán quân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Võ Hoàng Yến phản ứng thế nào? Mai Ngô ngây ngô phát biểu muốn trở thành quán quân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 khiến Võ Hoàng Yến không thể nhịn cười.
Sau tập chào sân nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả, tập 2 Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 lên sóng với nhiều tình tiết hấp dẫn hơn. Trong đó, Mai Ngô một lần nữa gây chú ý với khán giả khi liên tục có những hành động được cho là tỏ thái độ không tôn trọng với hot Phạm Hương, cũng như giám khảo chuyên môn Võ Hoàng Yến. Tuy nhiên, nhờ phần trình diễn tự tin học trò cưng của Hoàng Khuê, ở The Face mùa 1 vẫn được bộ đôi quyền lực chọn vào top 22 thí sinh trình diễn trang phục dạ hội. Mai Ngô thể hiện phong thái trình diễn chuyên nghiệp và đầy tự tin trong phần thi trang phục dạ hội. Đến với phần trang phục dạ hội, chân dài sinh năm 1995 vẫn trình diễn rất tự tin, nhưng cho đến khi cô bắt đầu phần giới thiệu về bản thân mình thì ai cũng phải bật cười. Phần giới thiệu bị Võ Hoàng Yến nhận xét là nói quá nhanh nên bị dính chữ không rõ, thậm chí giám khảo còn nhận xét Mai Ngô chưa tự tin như lời cô nói. Và có lẽ do tham gia quá nhiều chương trình truyền hình thực tế nên Mai Ngô đã nói nhầm mình muốn trở thành quán quân của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Câu trả lời của Mai Ngô khiến Hoa hậu Phạm Hương phải nói lại: "Em ơi, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đâu có quán quân đâu." Trong khi đó, cố vấn Võ Hoàng Yến thì bật cười và yêu cầu Mai Ngô hít một hơi thật sâu rồi giới thiệu lại. Trước đó, trong lúc ban cố vấn đang hướng dẫn thì có 3 thí sinh trong đó có Mai Ngô tự ý rời khỏi khu vực ghi hình, khiến Hoa hậu Phạm Hương phải lên tiếng nhắc nhở về ý thức tập thể và tôn trọng người khác. Trong lúc hướng dẫn cho các thí sinh, Mai Ngô cũng bị Á hậu Võ Hoàng Yến nhắc nhở khi nói chuyện riêng trong lúc cô đang hướng dẫn. Thái độ Mai Ngô bị nhiều khán giả cho là quá ngạo mạn.